Xin chào quý khách hàng của nội thất Vinakit. Chúng tôi rất tự hào khi có lịch sử hình thành là một trong những đơn vị đầu tiên gia công tủ bếp inox tại miền Bắc, thay thế cho vật liệu tủ bếp gỗ truyền thống. Với lợi thế cạnh tranh là một nhà máy gia công cơ khí chính xác, chúng tôi gia công nhiều mặt hàng khác nhau. Trong đó, tủ bếp inox được coi là một sản phẩm thế mạnh, được đầu tư phân xưởng sản xuất riêng, sử dụng những máy móc công nghệ hiện đại nhất trong ngành cơ khí, cùng những con người, đội ngũ, giàu kinh nghiệm. Và chúng tôi tin rằng đây là một lợi thế cạnh tranh lớn mà ít đơn vị có thể có được, bởi rất khó để đầu tư một nguồn lực lớn cho một hệ thống dây chuyền sản xuất đầy đủ trong ngành cơ khí gia công chính xác. Xin mời các bạn hãy cùng tham quan dây chuyền sản xuất tủ bếp inox Vinakit của chúng tôi. Mình sẽ giới thiệu đến quý khách hàng của Vinakit về quy trình sản xuất tủ bếp inox. Thì đầu tiên là cái câu hỏi mà rất là nhiều khách hàng của chúng ta quan tâm là về nguyên vật liệu đầu vào của tủ bếp inox Vinakit thì có đảm bảo chất lượng hay không? Nguyên vật liệu đầu vào của inox Vinakit ấy, thì đối với khách hàng của Vinakit thì yên tâm, bởi vì là cái xuất xứ rất là rõ ràng. Thứ hai là inox của Vinakit được trải qua một cái quy trình qua test và có cái chứng nhận chất lượng đạt tiêu chuẩn. Có nghĩa là mình có chất lượng, có giấy chứng nhận chất lượng đầu vào. Đúng rồi. Để khách hàng mình đối chiếu so sánh nghiệm thu về sau. Đúng rồi, đúng rồi. Và sẵn sàng có thể nghiệm thu với khách hàng bằng cách là test trực tiếp tại công trình luôn, chứ không phải là việc là mình chỉ đưa ra cái giấy qua test hoặc là cái trao đổi bằng miệng hay văn bản. Đấy, sẵn sàng có thể là test trực tiếp tại nhà khách hàng được. Câu hỏi thứ hai mà quý khách hàng của Vinakit của chúng ta cũng rất là quan tâm là cái quy trình sản xuất tủ bếp inox của Vinakit tại nhà máy thì có gì tốt hơn, ưu việt hơn so với cả các quy trình sản xuất thủ công thông thường? Ở đây ấy, thì cái lợi thế của Vinakit đấy là sử dụng máy móc rất là hiện đại và đồng bộ để đảm bảo cái tính chính xác cũng như là việc là gia công nhanh chóng và đảm bảo các cái tiến độ nhanh nhất. Có nghĩa là sử dựa trên cái hệ thống là dây chuyền sản xuất hiện đại nhất về mặt cơ khí của Vinakit. Đúng rồi, Vinakit thì luôn luôn chú trọng đến cái vấn đề con người được đào tạo cũng như là cập nhật những các cái công nghệ mới liên tục. Rồi sử dụng và vận hành các cái máy móc nó thiết bị nó đắt tiền như thế này thì đấy là cái mà Vinakit luôn luôn ưu tiên. Một ví dụ cụ thể đi là cái chiếc máy đang gần nhất anh em mình ở đây thì nó nằm trong quy trình nào trong quy trình sản xuất tủ bếp inox Vinakit? Sau khi mà cái nguyên vật liệu đầu vào đã được sẵn sàng thì đây là cái bước đầu tiên trong cái quá trình sản xuất inox. Đây là máy laser sử dụng khí bảo vệ. Thì cái quá trình này sẽ cắt các cái tấm inox ra thành các cái chi tiết nhỏ trước khi mà được chuyển sang cái máy chấn để chấn lên thành các cái chi tiết để ráp nối thành một cái thùng tủ hoàn chỉnh. Em tin rằng là qua cuộc trao đổi ngày hôm nay thì khách hàng của Vinakit của chúng ta có thể yên tâm nhiều hơn về các sản phẩm tủ bếp inox Vinakit đạt chuẩn đầu vào, đạt chuẩn đầu ra và với một cái quy trình sản xuất rất tốt, với những con người rất tốt như vậy, chúng ta tự tin sẽ thuyết phục được nhiều khách hàng sử dụng sản phẩm tủ bếp inox của Vinakit. Cảm ơn anh vì cuộc trao đổi ngày hôm nay.